Chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của sản phẩm nấm Thượng Hoàng. Và đây chính là sản phẩm nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc của trang trực tuyến GoraShop 24 giờ. Các bạn có thể nhìn thấy nấm là nó có màu vàng tươi hoặc màu nâu sẫm, và thường nấm thì có hình cái móng ạ. Vâng, và tác dụng kể đến của nấm Thượng Hoàng đó chính là nó có những hoạt chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, nó cũng hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư của chúng ta. Ngoài ra thì nó cũng làm giảm các cái độc tố trong quá trình xạ trị và hóa trị của các bệnh nhân điều trị ung thư, nên là nó duy trì sự sống nhiều hơn. Và khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng thì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của tế bào tiểu đào tuyến tụy, nên là nó thúc đẩy quá trình điều tiết insulin, làm giảm lượng đường huyết trong máu của những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì nấm Thượng Hoàng cũng làm giảm máu nhiễm mỡ, hay là ở các thành động mạch nó làm giảm cholesterol trong máu, ở các thành mạch nó lọc sạch máu và làm giảm xơ vữa động mạch vành. Nó tăng cường lưu thông máu và tăng cường tuần hoàn máu, nó cân bằng huyết áp. Ngoài ra phải nói đến, khi các bạn sử dụng nấm Thượng Hoàng, nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch cho chúng ta, giúp chúng ta chống lại được các loại virus hay là vi khuẩn lạ xâm nhập vào cơ thể. Nấm Thượng Hoàng còn hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh hay là stress lâu ngày. Nó giúp chúng ta an thần và tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn. Đối với những bệnh người nào mà hay bị táo bón ạ, thì nấm Thượng Hoàng nó cũng là một trợ thủ đắc lực cho chúng ta, vì nó giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa và chống bệnh táo bón mãn tính. Vì các bạn biết là khi mà chúng ta bị táo bón nhiều thì nó sẽ dẫn đến đó là bệnh trĩ. Vâng, trĩ nội, trĩ ngoại, nó gây ra một cái căn bệnh rất là nguy hiểm và khó chịu cho cơ thể chúng ta. Thì khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng thì nó sẽ chống lại căn bệnh táo bón mãn tính đó, và nó sẽ làm cho chúng ta có thể giảm cái nguy cơ chúng ta mắc bệnh trĩ đi ạ. Ngoài ra thì đối với khi các anh, các đấng mày râu ạ, mà hay phải sử dụng rượu bia, thuốc lá, thì chức năng gan thì của chúng ta sẽ rất là kém, đúng không ạ? Thì khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng thì nó sẽ bảo vệ gan và cải thiện chức năng gan. Nó làm giảm tập trung cholesterol tại gan, nên là nó sẽ không có bệnh gan nhiễm mỡ, và nó loại bỏ các virus, vi khuẩn tấn công vào chức năng gan của chúng ta, nên bảo vệ lá gan chúng ta tốt hơn, nên là sẽ cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn khi chúng ta có một lá gan tốt. Vâng, đối với chị em phụ nữ thì nó có một đặc điểm ưu việt nữa, đó là nó nấm Thượng Hoàng sẽ giúp chúng ta trẻ hóa làn da, giúp loại bỏ các sắc tố lạ trên da, và nó giúp chúng ta có một làn da trẻ trung, không bị tàn nhan, và các chống được các bệnh về da như là dị ứng, mẩn đỏ hay là mụn trứng cá. Vâng, đó là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của sản phẩm nấm Thượng Hoàng của Hàn Quốc. Các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới, Ngọc Hoa có để một cái đường link website ở đó, và bạn có thể kích vào đó, các bạn sẽ tìm được rất nhiều thông tin về sản phẩm phần nấm Thượng Hoàng. Hoặc các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến goraShop24h.com, hoặc liên hệ ngay với số hotline 0904 886428. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn một cách tỉ mỉ và chính xác nhất cho các bạn về thông tin về sản phẩm nấm Thượng Hoàng, cách sử dụng, tác dụng đối với căn bệnh của các bạn hiện đang mắc phải, hay là làm thế nào để sử dụng nó cải thiện sức khỏe của các bạn tốt nhất, hay là cải thiện sức khỏe những người thân, gia đình bạn tốt nhất. Chuyên viên tư vấn của bên chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cách cụ thể, tỉ mỉ và rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.